Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết vừa tổ chức cuộc họp bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 6 tháng 3 năm 2022, số đối tượng trên 18 tuổi phải tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại tại các phường xã chưa đạt chỉ tiêu bao phủ theo quy định. Đối với liều bổ sung, chỉ có 3 phường xã là Phú Thủy, Thiện Nghiệp, Tiến Lợi đạt trên 90%. Đối với liều nhắc lại, không có phường xã nào đạt trên 75%. Tại cuộc họp, các phường xã cho biết nguyên nhân chính là do người dân có tâm lý e ngại hoặc chưa đủ thời gian tiêm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã yêu cầu các ban ngành đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền vận động các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đủ thời gian đi tiêm mũi 3 theo quy định. Phấn đấu đến ngày 20 tháng 3 đạt trên 75% và hoàn thành 100% trong quý 1 năm nay.